Đồ đó là cái gì nhỉ? Đồ ăn mai uống. Nhưng mà con phải hỏi. Hỏi gì? Hỏi phải đúng không? Bên đây là hàng nước không ha? Đủ thứ nước hết rồi. Nước ngọt không? Anh hai dặn mua hả? Red Bull. Coi đi nó có bán rẻ rồi. Có chứ, rẻ chứ. Bush vay 13 đồng cái thấy không? Corona có 15 đồng rồi. Thì nè. Đây 15 phải không? Nhưng mà ở đâu thì nó bán 45, 50 đồng. Lấy đồ gì con? Mua coi thử nó bán cái gì đã cứ mua thôi. Phải thằng kia trước cái mua cái gì chứ bây giờ nhiều ở đâu biết cái gì ghi, mà mua. Con ghi xuống rồi nhưng mà anh này con coi thử thôi tại nó bán rẻ hơn ở nơi. Nửa giá này còn. Ôi, cái này 31 còn cái này rẻ thì có cái này rẻ hơn nó ít nữa. Chút nữa qua mua một thùng Corona nha. Thùng bia Corona. Dạ. Corona rỉ á. Dạ. Ôi. Má đâu? Ừ? Má đâu để con gọi má. Đường. Đường má mua. Có muối tiêu chanh không? Dạ, có. Hả? Muối tiêu chanh gì ăn đồ biển? Muối tiêu chanh. Nè, dưa tiêu. Có cái đồ Milo nó nằm đâu? Tiệm đây hay tiệm nào? Anubi. Đó, cái này nó cũng có đó.
Anh Tư mua hai cục mà phải á? Tư hai cục hả? Một ký em để trong tay một cái. Ký à? Ê, con tao muốn mấy đằng dữ vậy để vô đường đi cô đi. Ok. Bốn mấy đằng. Anh Tư mua cái này là Chilitris? Ờ. 120 mà. Cái đó rẻ không á? Ai biết nữa. Đấy, anh Tư biểu mua quỷ á. Không? Mình thịt không, thịt tươi. Thịt tươi. Thịt quay. Mấy miếng này? Này mình hai miếng, mấy chục, hai miếng mấy chục ký? 55 này đồ gì? Mua được đồ gì? Hả? Thằng này nó mới sửa lại sao thấy bự vậy em? Mới sửa lại. Phải mua trong đó nhiều cây đây. 60 ký. Thì thăng á, thăng heo. Thăng hả? Còn không có chỗ để á. Đó, có. Em đang mua gì đó. Để giờ đang mua gì. Đây nè, 250 nè. Hả? Hai trăm rưỡi. Tôm lột rồi. Dàn đây là dàn đồ biển, không? Nguyên một vàng đồ biển không? Ly thịt chín rồi. Cái này trong đá.
99 đồng hả? Thật con. Một con nữa, một con. Nè 10 cái xe. À. 5 36 37 đồng cái. 37. Còn tôi nằm cái con có lấy không? Lần mấy hộp? Lần 10. Mình hiên. Mình hiên. Mình mua 2 để có gì mình đi. Mình hiên mấy con. 2 mình lấy đi. Rồi đi qua. Qua bên nào? Hả? Chị ba cầm cái này để con lấy đồ cho chị ba. Ờ lấy. Cái này 60 đồng một cục à. 60 đồng một cục này. Nhưng mà cái này không? Cái gì? Ở đây lúc nào rẻ hơn trong đó. Mua được gì chưa con? Được nhiều. Cái này đuôi bò tươi nó rẻ hơn trong kia là vậy. Kia mấy kia mua rồi bê bốn loại đi nhớ bốn loại đi cái nào như cái đấy cái này spare ribs là 89 đồng là chưa biểu nó chưa bị ra bị mấy ký mấy ký không mấy con không cần con đi quay đi con đi lấy cái này quay anh bê bê anh hai ký? Bê ký hả chị theo quay nhiêu ký em 2 ký chị bê 2 ký theo quay 130 còn bê hả còn cái này 85 89 không 89 89 nè 90 90 89 90 giờ nhớ đi mua gì nữa nó lấy đồ. Bên đây là thịt tư bữa bữa bên đây kìa nè. Dạ không mua miếng nào? Có chứ. Mua 4 miếng nữa. 2 2 2 1 nghĩa 1. Chị B2 N3 M2. Mấy mốt có mua ra bên này mua thịt nè. Đừng có mua con đó nữa. Nhìn lúc nào cũng được. Nhưng mà hồi chưa nó đổi đi thì lớn thì đã lớn nhưng mà đã đổi dân lại đó. Nè 60 đồng 6 đồng rồi đưa muối tiêu chanh nè muối tiêu chanh 87 đồng
khúc không, khúc gà nướng. Còn phải một cái thịt chân này, nướng gì tiêu. Vô tình rượu. Rượu qua kia anh. Lên nữa. Vô tiệm rượu. Nóng. Mới đi có nhiều người đó. Mới đi mà 10 giờ. 10 giờ rưỡi. Đó, mới đó. Canh mới 10 giờ rồi mới vô. Nãy vô tìm đủ trước cũng được mỗi đông. Đi tới lên hồi này nó lặp lại à. Anh lấy rượu gì? Hả? Anh lấy rượu gì? Ừ. Ở này rẻ á. Ờ, rượu này ngon con. Ở này rẻ. Thấy không? Rượu giá không mà ha? Ờ, trời. Rượu giá không mà con mua 500 đồng qua bên đây mấy trăm? 2-300 đồng nha. 300 này, 3 rưỡi nè. Mình mua 500. 3 rưỡi nè. Rượu không có ngon đâu. 5 lít, 4 lít, 5 lít. Cái này con chung quay. Cái nào, cái nào? Con thử cái này, cái à, cái này hiệu, này cái này nước Ý. Ý. Rượu đỏ Ý là cái gì cũng ngon hết. Nhưng mà 5 lít phải không? Để. À, 3 lít. Lấy một bình đi. Mấy cái này ngon mà. À, lấy lại lại nước. Em thích lấy loại nào lấy. Lấy đi nè, thôi. Cái này ngon. Anh mua rượu mạnh, mua chai rượu mạnh. Anh bên kia mua chai rượu mạnh. Nhưng mà bình rượu đỏ nó cũng được mà. Tại mình đi có gì mình giải quyết. Rượu mình. Chúc quá. Anh đi là rượu chai. Đây nó rẻ, rượu giá mình. Mua 500 đồng. Lát mua 500 đó. Thì đỏ gì để đầy. Đây là thì đỏ không? Thì đỏ không? Ấy đi bê que vàng rượu mạnh coi thử. Cái này nó mở bự lên đó chứ em. Đúng không? Chạy nhỏ nhỏ không nè. Để coi thử có bớt vài không? Có chứ. Còn bớt vài thì mua mấy lon nữa được anh nha. Chắc ở sâu thôi ba. Mua vài lon nữa được anh nha. Ở sâu. Rồi Phước nó thích uống chai hơn. Mua ít chai San Miguel cỡ. San Miguel đâu? Ở đâu? 15 đồng một cái. Cái này 12 không? 15 mà nặng quá mất công chở. Không cái đó mình thì mua thử. À, thì mua ít ít về chạy hả? Dạ. À, mua cho anh bè ít. Kìa. Đây. Thằng Phước nó ít thích ít rồi uống rồi chạy đi. Cái này 15 là được nè. Phải không? Ừ đúng rồi. Ừ. Anh cầm 3 chai, em lấy 2 chai. Phước thích 5 chai được không? Lấy 3 chai. Lấy 5 chai được hả? Ờ, thì em cầm 2 chai được. Không có chùm ta. Bị đồ ăn mà đâu sẽ.
Đưa đưa anh xách đồ đỏ cho. À, em lấy mấy chai đó. Cho anh bè thích, bè thích. Thank you.